con chú anh chị, có cả đóng cờ nữa nè, quá là đã luôn. Cả nhà con này chắc là đóng á.
ơi cả nhà, đẹp quá là đẹp luôn. Thank you.
nha. Lâu lâu nó ăn con à. Cho nên cũng không có giờ lỡ cỡ
sẵn hộp cầu luôn nè, hồi nãy giờ cũng không có con nào nữa. Đây con bò cuối cùng là một cặp ấy. Số lượng cá như đây ột, bữa nay kiếm gạo nữa cô chú anh chị. Bữa nay ột câu cá thóc với là cá đỏng thì nó ít hơn ngày qua, đỏng bự sư nè. Nhưng mà ột được con cá mú, được con cá mú lớn này cô chú anh chị. Con cá mú đây chắc cỡ 3 kg á cô chú anh chị à. Chắc cũng gần 3 kg á. Quá là ngon luôn. Dạ nó ột xin phép đây nắp thùng lại rồi kéo neo chạy vô. Quên bỏ mờ vô. Dạ ông xin mời cả nhà ăn tôm tươi cùng ột luôn. Bữa nay giàu quá là ăn tôm hơi tể. Dạ giờ hốt cá ra cô chú anh chị. Từ hồi giờ mới được con cá mú lớn cỡ đây á, câu đất mà được con mú lớn cỡ đây á. Con mú đỏ đó hả? Ừ. 3 kg không biết nữa. Dạ giờ hốt cá vô về căng luôn cô chú anh chị. Bữa nay gọi là bộn gạo á, thì rằng nó ít mà nhờ con cá mú nữa nó cộng lại chắc cũng gần về ngày hôm qua cô chú anh chị, không bằng ngày hôm qua chứ nhưng mà cũng gần bằng á. Mua cái đổng con nào nè, đổng dễ thương luôn. Ồ.
biết con ké cho khách hàng nha cô chú chị, cho khán giả của nột. Giờ biết con có mấy con cái đỏng à, nên để cho ảnh luôn. Cái đỏng đi à, 2 kg 2 cái đỏng, 2 kg 2 cái đỏng, còn cái thóc 2 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 11 con, 12 con, 13 con, 14 con, 15 con, 16 con, 17 con, 17 con cái rắp. Bây giờ đi lấy ra 2 con để nấu ăn đi. Còn là 15 con cá thấp. Giờ cái con của mình là bao nhiêu? Bây giờ ta là 4 kg 8 của chú anh chị. 4 kg 8 cá thấp. Còn giờ biết con con cá mú thử được ha, bao nhiêu? 4 kg 8 cá thấp. Đi, cá mú để cho con lên thử được nhiều. Trù 3 kg 8 50 con chú anh chị. À 3 kg 8 50. Bây giờ bi lấy đã anh chừng 3 kg 8 nè. Bớt đã nè. Rồi ké bi làm sạch sẽ rồi cô chú anh chị. Cái làm nó đẹp không? 15 con, 15 con cái thóc đi là 4 kg 8. Là giá 283.000 một ký cô chú anh chị. Còn cái đỏng này thì thấy lớn lớn rồi mà. À, bi tính là 130.000 một ký. Còn con cá mú thông đây á, gọi là mú hồng á, là bi tính là 288.000 một ký. Còn hai con cá thấp nhỏ đi bi lấy để bi nấu ăn. Vậy là số tiền bi tổng cộng số tiền là 2.454.000. Là số tiền bên đen ổ câu á cô chú anh chị. Vậy thôi giờ bé xin tạm dừng video, cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi video ủng hộ cho anh ột nha. Giờ bye bye cô chú anh chị.